Hoa ngũ sắc còn có công dụng trong việc điều trị các chứng ho, ho do lạnh, ho do cảm, ho do cảm lạnh. Thì vào những mùa đông không khí nó lạnh đột ngột hoặc những thời điểm thay đổi thời tiết lúc giao mùa đấy, chúng ta thường hay bị nhiễm lạnh đột ngột gây ra các chứng ho, cơn ho gió, ho khan kèm theo rát họng, có thể sổ mũi hoặc khạc ra đờm. Chúng ta có thể áp dụng bài thuốc chữa ho từ cây hoa ngũ sắc rất đơn giản như sau. Các anh chị chuẩn bị 20g lá và hoa ở cây ngũ sắc tươi. Nếu dùng khô thì chúng ta giảm liều xuống còn một nửa. Cái thảo dược này chúng ta đang đi rửa sạch, bỏ vào ấm, thêm 500ml nước sạch cho vào đun sôi. Chúng ta sắc căn cho khi nào mà nước trong ấm cạn còn khoảng cỡ 100ml, tức là khoảng một nửa cái chén con ăn cơm đấy, thì chúng ta tắt bếp. Cái thuốc thu được này chúng ta chia làm 3 lần uống trong ngày sau những bữa ăn chính khoảng 30 phút. Chúng ta nên uống cái thuốc này khi nó còn nóng ấm, uống cho đến khi mà triệu chứng ho nó thuyên giảm thì chúng ta dừng thuốc không dùng nữa.